sự gia tăng của các bệnh lý không lây nhiễm như đái tháo đường, ung thư, tim mạch, đột quỵ, hô hấp, việc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về bệnh lý để chăm sóc đúng cách và khoa học góp phần hỗ trợ nâng cao hiệu quả trong quá trình điều trị. Chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến Hỏi để khỏe hơn sẽ cung cấp những nội dung bổ ích mang tính cập nhật cao và là cầu nối giải đáp kịp thời mọi thắc mắc về sức khỏe cho cộng đồng. Với sự tham gia tư vấn của các chuyên gia y tế, các bác sĩ dày dặn kinh nghiệm đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Sanofi thực hiện sẽ được phát sóng trực tiếp trên fanpage chính thức của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời sẽ được phát lại trên các kênh truyền thông khác của bệnh viện, nhiều kênh YouTube, website và Zalo. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem để hiểu rõ hơn các vấn đề về sức khỏe. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình tư vấn Hỏi để khỏe hơn. Thưa quý vị, với mục tiêu cung cấp những thông tin y tế sức khỏe chính thống đến từ các chuyên gia với bề dày kinh nghiệm trong ngành từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, mong rằng chương trình Hỏi để khỏe hơn sẽ là một cầu nối giúp giải đáp mọi thắc mắc của quý khán giả. Chương trình được thực hiện với mục tiêu hàng đầu là trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức để có thể tự bảo vệ bản thân và rộng hơn là vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, quan niệm về thiếu máu não thoáng qua trong thời gian gần đây không còn đơn thuần là hiện tượng thoáng qua nữa. Ngày nay, quan niệm đó đang dần thay đổi vì cơn thiếu máu não thoáng qua chính là dấu hiệu cảnh báo trước đột quỵ thực sự. Vì vậy, việc phát hiện và điều trị kịp thời căn nguyên có thể giúp người bệnh phòng tránh nguy cơ chuyển thành đột quỵ thực sự. Do đó, nếu gặp phải tình trạng này, dù chỉ một lần, quý vị đừng để nó chỉ thoáng qua mà chúng ta cần khẩn trương đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị phòng ngừa kịp thời. Thấu hiểu được tính nguy hiểm của các cơn thiếu máu não thoáng qua và những biến đổi trong cảm xúc sau đột quỵ, những thay đổi này có thể thay đổi theo thời gian và gây trở ngại cho việc phục hồi chức năng của người bệnh. Chính vì vậy, Trung tâm Truyền thông Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sanofi Việt Nam thực hiện chương trình tư vấn với chủ đề Thấu hiểu tâm lý người bệnh đột quỵ và thiếu máu não thoáng qua. Thưa quý vị, chương trình rất hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể nhận được rất nhiều những ý kiến từ phía quý vị cũng như những câu hỏi vì chương trình đang được phát trực tiếp trên fanpage YouTube của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cứ việc đặt câu hỏi và gửi gắm tất cả những thắc mắc của mình bên dưới phần bình luận để các bác sĩ có thể giải đáp ngay trong chương trình. Thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng xin được trân trọng giới thiệu cố vấn chuyên môn của buổi tư vấn ngày hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Ngọc Quyên, khoa thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị khán giả sẽ cùng xem thông tin hình ảnh của chuyên gia, cố vấn chuyên môn, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Ngọc Quyên thông qua clip tư liệu sau đây. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Ngọc Quyên hiện đang công tác tại khoa thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ đã có 13 năm kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý chuyên khoa thần kinh, đau mạn tính như đột quỵ cấp, nhồi máu não, xuất huyết não, xuất huyết dưới nhện, bệnh lý đau đầu và đau thần kinh mạn tính, các bệnh lý thần kinh chung, bệnh thần kinh ngoại biên, bệnh cơ, các bệnh lý rối loạn vận động, các bệnh lý về suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ, động kinh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Ngọc Quyên tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp 2 thần kinh tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, có hơn 10 công trình nghiên cứu về chuyên ngành thần kinh đột quỵ và từng tham gia khóa đào tạo về điều trị đột quỵ và siêu âm Doppler xuyên sọ tại Đại học Yonsei Seoul, Hàn Quốc vào năm 2019. Xin chào bác sĩ ạ. Mong rằng với sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Ngọc Quyên, chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến những thông tin hữu ích giúp chúng ta thấu hiểu được tâm lý người bệnh thiếu máu não thoáng qua và đột quỵ để có thể giúp người bệnh điều trị tốt về cả tinh thần lẫn thể chất. Chào MC Ngọc Nhi và chào quý khán giả của chương trình Hỏi để khỏe hơn. Rất hân hạnh được tham gia vào chương trình tư vấn ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu chương trình, xin mời quý vị sẽ theo dõi một đoạn phóng sự ngắn được chúng tôi tổng hợp ngay sau đây. Đột quỵ là bệnh lý cấp tính nguy hiểm, thường xảy ra đột ngột, có tỷ lệ tử vong cao nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Mỗi năm ở Việt Nam có hơn 200.000 người bị đột quỵ. Đáng lo ngại, đột quỵ đang có dấu hiệu ngày càng trẻ hóa, gia tăng mạnh từ 40 đến 45 tuổi, hay thậm chí xuất hiện cả ở tuổi 20. Người bệnh không chỉ thay đổi về thể chất, giới hạn vận động, giao tiếp, sinh hoạt cá nhân, khả năng sinh lý hoặc thậm chí khả năng đi vệ sinh một cách tự chủ.
mà còn có thể có những thay đổi về trí tuệ, tư duy, chu kỳ thức ngủ và cả cảm xúc tâm lý. Trong đó, những thay đổi về cảm xúc tâm lý thường liên quan đến việc trầm cảm do các di chứng của đột quỵ ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của người bệnh. Sau đột quỵ, người bệnh có thể có những thay đổi về tâm sinh lý như trầm cảm, âu lo, rối loạn cảm xúc, thờ ơ hoặc không quan tâm tới ngoại cảnh, mất động lực sống. Việc thấu hiểu tâm lý người bệnh đột quỵ và thiếu máu não thoáng qua là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và phục hồi cho người bệnh. Thưa quý vị, đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Bên cạnh đó, các di chứng đột quỵ lên tâm lý người bệnh nếu không được điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đáng kể đến mọi khía cạnh của cuộc sống người bệnh. Do đó, để hiểu rõ hơn về các biến chuyển tâm lý của người bệnh đột quỵ, ngay bây giờ xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Ngọc Quyên sẽ chia sẻ về chủ đề các thay đổi về mặt tâm lý trên người đột quỵ thiếu máu não thoáng qua. Đầu tiên thì tôi sẽ trình bày về những thay đổi về mặt tâm lý có thể gặp trên người bệnh đột quỵ hoặc là cơn thoáng thiếu máu não. Nếu như người bệnh đột quỵ vào được trong cái cửa sổ vàng và có cơ hội điều trị tái thông và phục hồi hoàn toàn thì người bệnh có thể khỏe mạnh và không để lại bất cứ di chứng nào. Tuy nhiên, không phải người bệnh đột quỵ nào cũng may mắn vào trong cái cửa sổ điều trị đó. Thì những cái dân số người bệnh bỏ lỡ cửa sổ điều trị thì sẽ bước sang một cái giai đoạn, đó là giai đoạn di chứng hậu đột quỵ. Thì người bệnh sang giai đoạn di chứng hậu đột quỵ, bên cạnh những cái khiếm khuyết mà người bệnh đột quỵ phải chịu và chúng ta có thể nhìn thấy được, ví dụ như là yếu liệt, mất chức năng vận động, hoặc là rối loạn chức năng nuốt, rối loạn chức năng nói, hoặc là rối loạn cơ vòng, phải tiêu tiểu, tự không tự chủ, vân vân. Thì bên cạnh đó, người bệnh còn có những cái tổn thương, những cái thay đổi mà bên ngoài chúng ta sẽ có thể không thể nhìn thấy được, như là những cái cơn đau, những cơn đau nhức, những cơn co cứng và những cái chứng rối loạn giấc ngủ, thay đổi chu kỳ giấc ngủ, hoặc là những cái thay đổi, đặc biệt là những cái thay đổi về cảm xúc và tâm lý sau đột quỵ, là những cái dấu hiệu mà người bên ngoài khó có thể nhìn thấy được. Tất cả những cái bệnh nhân có những căn bệnh nội khoa hay là ngoại khoa khác nói chung đều có những cái thay đổi nhất định về mặt cảm xúc, tâm lý cũng như là nhân sinh quan sau khi mà mắc phải một cái chứng bệnh nào đó. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân đột quỵ thì cái căn nguyên của cái việc thay đổi những cái cảm xúc hay là tâm sinh lý hay là những cái rối loạn tâm thần hành vi nói chung không đơn thuần liên quan đến những cái di chứng do đột quỵ gây ra, mà còn những cái thay đổi này còn có nguồn gốc, bắt nguồn từ những cái sự thay đổi dẫn truyền thần kinh cũng như là cái những cái tổn thương tại cái vị trí mà não bộ bị đột quỵ sẽ để lại những cái thay đổi về mặt cảm xúc cũng như là hành vi của người bệnh. Thì như quý vị cũng biết là não bộ sẽ chi phối vận động cho toàn bộ cơ thể. Thì mỗi một phần của não bộ sẽ chi phối vận động cũng như là chức năng một cái phần nào đó nhất định trên cơ thể con người. Và cũng tương tự đối với cảm xúc cũng như là về tư duy. Nếu như tổn thương não hay là cái vùng não thiếu máu, vùng não bị tổn thương là cái vùng mà chi phối về cảm xúc thì người bệnh sẽ có những cái rối loạn về cảm xúc và hành vi tương ứng với lại cái chức năng, cái vùng não đó bị mất chức năng. Bên cạnh đó thì người bệnh đột quỵ có những cái thay đổi về cảm xúc và tâm sinh lý liên quan đến những cái thay đổi do dư chứng của đột quỵ gây ra. Ví dụ như là những cái hoạt động xã hội, những cái công việc của người bệnh sẽ bị thay đổi sau khi người bệnh bị mất chức năng, hoặc là người bệnh đột quỵ bị rối loạn khả năng diễn đạt, rối loạn khả năng nói nuốt, hay là rối loạn khả năng tự thực hiện những cái công việc vệ sinh cá nhân, hay thậm chí là những cái hoạt động mà thường nhật, những cái hoạt động mà ví dụ như là giao tiếp hay là quan hệ vợ chồng, quan hệ sinh lý, hay là những cái chức năng tiêu tiểu bị rối loạn. Những tất cả những cái sự thay đổi này là một cái, thực sự là một cái thay đổi rất là lớn và người bệnh đột quỵ phải nhận lấy một cách đột ngột, và do đó cái việc mà thay đổi cảm xúc, tâm lý cũng như thay đổi nhân sinh quan của người bệnh đột quỵ gần như là một cái hệ quả là chắc chắn là có, mà chỉ là ở mức độ nào đó mà thôi. Như vậy, những thay đổi sức khỏe tâm thần nào mà chúng ta có thể gặp trên người bệnh đột quỵ?
từ mức độ đơn giản đến phức tạp dần, như là ban đầu chỉ là những cái cảm giác lo âu, nếu xuất hiện thường hơn thì nó sẽ là rối loạn lo âu, và thậm chí là xuất hiện dưới dạng những cái cơn lo âu kịch phát từng đợt, hay có tên khác là các cơn hoảng loạn, hoặc là những cái rối loạn cảm xúc khác như là cái tâm trạng thất vọng, cảm giác mất mát và tổn thương, hoặc là biểu hiện thành những cái cơn giận bộc phát, hoặc là cảm giác tự ti và thu rút. Một dạng rối loạn cảm xúc đặc biệt và chỉ gặp trên người bệnh đột quỵ, chứ không gặp trên những cái người bệnh có những cái bệnh lý nội khoa khác. Đó là những cái cơn rối loạn cảm xúc giả hành, hay biểu hiện thành những cơn rối loạn cảm xúc mà mất kiểm soát về cảm xúc, tức là cảm xúc sẽ xuất hiện và không có tương ứng với ngoại cảnh. Ví dụ gặp những cái trường hợp rất là buồn nhưng mà người bệnh lại biểu hiện thành những cái cơn cười mà không kiểm soát được, hoặc là những gặp cái tình huống rất là vui nhưng mà người bệnh lại biểu hiện ra thành những cái khóc và chảy cả nước mắt ra, nó hoàn toàn trái ngược với những cảm nhận bên trong của người bệnh. Thì những cái cơn rối loạn cảm xúc giả hành này là đặc thù của gặp trên những bệnh nhân đột quỵ và tổn thương cái vùng vỏ não, nó chi phối chức năng cao cấp và cảm xúc của người bệnh. Hoặc là những cái giai đoạn trầm cảm, hoặc thậm chí là bệnh lý trầm cảm sau đột quỵ là cái loại bệnh khá thường gặp trên người bệnh đột quỵ, nó ảnh hưởng một cách rõ rệt lên cái quá trình phục hồi chức năng và điều trị người bệnh đột quỵ. Và cái dấu hiệu báo động nguy hiểm nhất trên những người bệnh đột quỵ có trầm cảm đó là cái cảm giác tuyệt vọng, hoặc thậm chí là có ý định tự sát. Thì những cái rối loạn cảm xúc và tâm sinh lý này ở người bệnh đột quỵ có ảnh hưởng như thế nào đối với người bệnh? Ảnh hưởng đầu tiên là sẽ ảnh hưởng lên cái động lực của người bệnh trong quá trình tập luyện phục hồi chức năng. Những cái rối loạn này có thể làm cho người bệnh bị mất đi động lực để tập luyện, mất đi động lực để thích nghi. Do đó người bệnh sẽ không tham gia và không hứng thú đến quá trình tập phục hồi chức năng sau đột quỵ. Và những cái rối thay đổi về cảm xúc, về tâm lý này làm cho người bệnh biểu hiện ra bên ngoài với cái tình trạng là mất chức năng nặng hơn là những cái khiếm khuyết thể chất vốn có do di chứng của đột quỵ. Do đó đôi lúc những cái tình trạng mất chức năng này làm cho gia đình và thậm chí là làm cho cái người bác sĩ theo dõi bệnh lý của bệnh nhân cảm nhận như là bệnh nhân nặng lên thêm, hoặc là bệnh nhân có thể bị tiến triển thêm một cái đợt đột quỵ nào đó. Nhưng mà thực tế chụp phim đồ kiểm tra để loại trừ hết, thì những cái trường hợp đó thì có thể cái chuyện mà bệnh nhân bị trầm cảm hoặc là bệnh nhân bị rối loạn lo âu làm cho tình trạng mất chức năng nặng hơn là thực thể mà bệnh nhân có. Và những cái thay đổi này có thể ảnh hưởng một cách rõ rệt đến quá trình mà bệnh nhân hội nhập vào cuộc sống sau đột quỵ để trở lại với những cái vai trò trong gia đình và trong xã hội mà trước đây bệnh nhân đã đảm nhiệm. Cũng những cái rối loạn về cảm xúc và rối loạn về chức năng tâm lý này làm cho người bệnh lơ là cái việc điều trị dự phòng tái phát, tức là người bệnh không thiết tha tới việc điều trị dự phòng tái phát nữa. Do đó cái nguy cơ đột quỵ tái phát lần sau hoặc nguy cơ xuất hiện một cơn thoáng thiếu máu não trở lại đối với người bệnh là hoàn toàn có thể xảy ra. Có thể thấy sau cơn đột quỵ, cảm giác lo lắng, sợ hãi cũng là một phản ứng điển hình ở người bệnh. Khi nỗi sợ hãi và lo lắng trở nên liên tục và quá tải, chúng có thể dẫn đến suy nhược thần kinh, làm cản trở quá trình hồi phục đột quỵ. Do đó, việc nhận biết được những thay đổi tâm lý rất quan trọng. Tiếp tục chương trình, xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Ngọc Quyên sẽ tiếp tục chia sẻ về chủ đề nhận biết các thay đổi tâm lý trên người bệnh đột quỵ thiếu máu não thoáng qua. Tôi xin được trình bày đầu tiên, thống kê cho thấy là trong 5 năm đầu sau khởi bệnh thì khoảng 25% người bệnh đột quỵ và cơn thoáng thiếu máu não có biểu hiện lo âu ở các mức độ khác nhau. Nguyên nhân nào? Thì đầu tiên là họ lo về cái việc mà có thể sẽ bị tái phát đột quỵ hoặc là tái phát cơn thoáng thiếu máu não tại nơi công cộng khi mà không có người thân ở bên cạnh hoặc khi họ đang ngủ một mình. Nỗi lo thứ hai là người bệnh lo rằng khi họ bị đột quỵ, cái vùng não tổn thương hoặc là những cái khiếm khuyết làm cho họ mất đi cái khả năng điều khiển vận động cũng như là mất đi khả năng điều khiển ngôn ngữ để họ có thể gọi trợ giúp hoặc là thậm chí là gọi xe cứu thương. Họ rất là sợ chuyện đó xảy ra, đặc biệt là khi ở một mình.
Họ lo là không thể đi làm lại và không thể tự điều khiển phương tiện giao thông, và do vậy sẽ phải sống lệ thuộc vào người thân hoặc một ai đó suốt đời. Kế tiếp là họ lại lo tiếp về cái việc những cái loại thuốc men mà mình đang dùng, mình sẽ dùng bao lâu và hiệu quả có thực sự như là lời bác sĩ hay là sách báo đã nói hay không, rồi tác dụng phụ như thế nào. Rất là nhiều mối lo về cái thuốc điều trị. Và một cái mối lo khác á, là lo lắng bị té ngã. Bởi vì họ bị bệnh nhân đột quỵ thì bị khiếm khuyết vận động, do đó họ rất là sợ bị té ngã và bị những cái chấn thương do khiếm khuyết vận động của mình gây ra. Lo về cái việc những cái khiếm khuyết này làm cho họ thay đổi về dáng đi, thay đổi về giọng nói, thay đổi về kiểu hình, thì họ cảm thấy mặc cảm và thậm chí là xấu hổ hay là tự ti khi mà xuất hiện ở cộng đồng với cái vẻ ngoài của mình sau khi bị đột quỵ. Cái mối lo khác là lo về cái kết quả xét nghiệm ở những lần tái khám. Họ lo tới mức mà cái ngày tái khám trước đó thì ngày hôm sau thì hôm nay đã mất ngủ, vài ngày trước đã mất ngủ rồi, và cứ lo là mình sẽ quên lịch hẹn hoặc người thân có việc gì đó bận làm bỏ lỡ cái lịch tái khám của họ. Và một mối lo khác cũng thường gặp đó là người bệnh lo lắng cho những người thân trong gia đình của mình sẽ bị một cái cơn đột quỵ hoặc là cơn thoáng thiếu máu não giống như mình, và sẽ chịu đựng những cái di chứng và cái chuyện điều trị suốt đời giống như mình. Thì những dấu hiệu nào để nhận biết là người bệnh đột quỵ đang có thể là có tình trạng rối loạn lo âu? Đó là cảm giác bồn chồn, cảm giác lúc nào cũng cảm thấy không yên, không thể nghỉ ngơi được. Hoặc là cảm giác lo sợ vô cớ, luôn có cảm giác là nguy hiểm, lúc nào cũng rình rập mình. Và mình lúc nào cũng trong cái trạng thái là sợ hãi và đề phòng. À, giảm khả năng tập trung, cảm giác những cái cơn lo khi mà bốc lên cao thì có thể cảm giác hồi hộp, đánh trống ngực. Rồi khi mà sợ nhiều thì cảm giác run rẩy toàn thân và cảm giác cồn cào ở thượng vị. Hoặc là những cái cơn lo âu thường xuyên và bệnh nhân rơi vào trạng thái là khó ngủ hoặc là không thể ngủ được, hoặc là ngủ rất là mệt, mơ nhiều và dễ thức giấc. Từ đó thì cho ngày qua ngày thì cảm thấy là mệt mỏi và lúc nào cũng trong tình trạng là đau nhức cơ và mỏi cơ, vùng đặc biệt là vùng cổ, vùng gáy. Đối với người bệnh đột quỵ mà có rối loạn lo âu mà mức độ xuất hiện nặng hơn là sẽ biểu hiện thành những cái cơn lo âu kịch phát từng đợt, hay là những cái cơn hoảng loạn, hay là cái từ ngoại ngữ đó là panic attacks. Những cái triệu chứng mà trong cái cơn người bệnh có thể có mà làm cho người thân rất là sợ, đó là cái triệu chứng mà người bệnh hồi hộp và thở nhanh hơn và cảm giác là gần như là muốn ngất, muốn xỉu, tay chân lạnh, vã mồ hôi, và người bệnh thì cảm giác là tê rần rần tứ chi, bàn tay bàn chân hai bên để tê rần và có thể co rút lại, cảm giác mất sức, và người bệnh cảm thấy là sợ như là mình sắp chết đến nơi, và cảm giác nghẹn thở thì phải cố gắng hít thở để lấy không khí một cách chủ động và thở nhanh, dồn dập. Và lúc đó thì người bệnh sợ hãi vô cùng, thường là sẽ than là cứng cái vùng miệng nữa. Triệu chứng hầu như là ồ ạt và người bệnh rất là sợ hãi. Nó không giống với lại cơn mà người bệnh đã từng bị đột quỵ. Thì nếu như một cái người thân trong nhà mà có người bệnh đột quỵ đã từng chứng kiến cơn khởi bệnh thì sẽ thấy cơn này nó hầu như gồm những cái triệu chứng thôi thúc và rất là dữ dội, nhưng mà không giống những cái triệu chứng của khởi đầu đột quỵ là như là chỉ đơn thuần yếu hoặc đơn thuần nói đớ, hoặc là bệnh nhân bị đơn thuần là mất ngôn ngữ thôi. Thì cái cơn mà rối loạn hoảng loạn này, cái triệu chứng xảy ra toàn thân và người bệnh trong trạng thái sợ hãi vô cùng, thì đó là cơn rối loạn hoảng loạn. Tôi xin phép được trình bày tới về cái rối loạn cảm xúc giả hành ở trên người bệnh đột quỵ. Thì đây là một cái rối loạn, tình trạng rối loạn cảm xúc và đặc trưng ở những bệnh nhân đột quỵ, đặc biệt đột quỵ tái phát nhiều lần ở cái bán cầu não. Tức là cái bán cầu là cái nơi mà đặc biệt là vùng vỏ não thì phụ trách những cái chức năng cao cấp. Thì người bệnh có rối loạn cảm xúc giả hành đó thì là người bệnh có những cơn thay đổi cảm xúc một cách đột ngột và không thể nào dự đoán trước được. Những cái cơn bùng phát này là nó có thể là nó không phù hợp với hoàn cảnh, thậm chí là ngược lại. Gặp trường hợp, ví dụ trường hợp rất là buồn thì người bệnh cũng cảm thấy buồn nhưng mà biểu hiện ra bên ngoài thì ngược lại, thì họ sẽ cười một cách ngặt nghẽo không dừng lại được. Hoặc là ngược lại, thì gặp những cái trường hợp vui vẻ thì họ lại rơi nước mắt. Rối loạn người bệnh đột quỵ mà có rối loạn cảm xúc giả hành thì họ phải rất là khổ sở và phải đấu tranh ghê gớm để có thể thích nghi với cuộc sống bên ngoài, bởi vì họ không kiểm soát được những cái hành vi bộc lộ cảm xúc dữ dội này của mình. Cái phần kế tiếp là
cái loại rối loạn sức khỏe tâm thần mà thường gặp và nó gây ảnh hưởng rất là nhiều đến quá trình phục hồi chức năng của người bệnh đột quỵ, đó là trầm cảm sau đột quỵ. Thì đây là loại rối loạn khí sắc thường gặp nhất sau đột quỵ, thì chiếm khoảng 30% người bệnh đột quỵ còn sống trải qua giai đoạn trầm cảm trong năm đầu sau khởi bệnh, và 50% trong số này là không được chẩn đoán hay điều trị gì. Thì những trường hợp này thì đa phần là do có thể người bệnh không nhận ra là mình bị trầm cảm, hay là thậm chí gia đình cũng không nhận ra, bởi vì mình quá chú tâm vào việc chăm sóc những cái thiếu hụt chức năng nhìn thấy được về vận động của người bệnh mà cái tình trạng trầm cảm sau đột quỵ có thể dễ bị bỏ qua. Thì đây là một yếu tố quan trọng làm hạn chế cái sự phục hồi chức năng của người bệnh, và thậm chí là nó là một nguyên nhân làm tăng nguy cơ tử vong gấp 10 lần theo như thống kê. Như quý vị cũng biết, thì làm cho người bệnh mất động lực để theo đuổi quá trình điều trị, rồi cũng như là những cái chế độ ăn uống hay là kiểm soát các yếu tố nguy cơ thì khả năng tái phát là hoàn toàn có. Thì bên cạnh đó thì nếu trầm cảm mà giai đoạn nặng, bệnh nhân đột quỵ có thể có những cái ý định nguy hiểm là ý định tự sát vân vân, thì đó là một trong những nguyên nhân làm tăng cái khả năng, cái nguy cơ tử vong trên người bệnh đột quỵ có trầm cảm mà không được phát hiện và điều trị kịp thời. Dấu hiệu nào để nhận biết người bệnh hoặc là người bệnh bản thân bệnh nhân có thể nghi ngờ rằng liệu mình có bị trầm cảm hay không? Thì đó là những cái dấu hiệu sau, là bệnh nhân có cảm giác là buồn chán hoặc là suy sụp, là không còn thấy niềm vui gì nữa, cảm giác như là về giá trị của bản thân thì mất đi, và thay vào đó là những cái cảm giác thường xuyên tự ti và cảm giác mặc cảm, tội lỗi, và họ nghĩ rằng mình với cái tình trạng phế tật của mình thì chỉ có buồn mà thôi, không có vui nữa, và chỉ làm gánh nặng cho mọi người, và cảm giác vô vọng, không còn tin vào tương lai nữa, và người bệnh giảm đi khả năng tập trung và cũng như là khả năng đưa ra các quyết định thì không còn nữa. Những cái hoạt động yêu thích trước đây của người bệnh thì người bệnh hoàn toàn thờ ơ và không còn hứng thú một chút nào nữa. Ví dụ như trước đây thì có thể rất thích trồng cây hay là rất thích chơi với thú cưng, bây giờ thì hoàn toàn không quan tâm nữa. Người bệnh mất động lực và năng lượng sống biểu hiện rõ ra bên ngoài. Người bệnh thu rút và không còn có những cái nhu cầu giao tiếp với gia đình, người thân hay là xã hội nữa. Hoặc là những cái biểu hiện khác là người bệnh không ngủ được, trằn trọc cả đêm hết ngày này qua ngày khác, hoặc là ngủ rất nhiều, ngủ cả ngày lẫn ngủ cả đêm, và cũng như là rối loạn về ăn uống ở hai thái cực, hoặc là người bệnh bỏ ăn, không thiết ăn uống gì nữa, hoặc là ăn rất nhiều, ăn vô tội vạ. Thì nếu như mà có một trong những dấu hiệu này và theo ngày, theo thời gian, thì người bệnh cũng như thân nhân nên chú ý là liệu có phải là bệnh nhân đột quỵ này có biểu hiện của một cái rối loạn trầm cảm sau đột quỵ hay không. Một trong những dấu hiệu báo động của cái giai đoạn mà trầm cảm mà người bệnh đột quỵ cần phải đến gặp bác sĩ cũng như là chuyên gia để xử trí ngay, đó là những cái dấu hiệu mà của cái sự tuyệt vọng hoặc có ý định tự sát của người bệnh trầm cảm. Đó là biểu hiện bệnh nhân hoàn toàn mất đi hy vọng sống, biểu hiện chán chường và vô vọng, họ không còn động lực sống nữa, hoặc là cảm thấy là gần như là không thể chịu đựng nổi và quá tải với các suy nghĩ tiêu cực, và đặc biệt là thường xuyên nghĩ đến cái chết, hoặc là cảm thấy cái đau khổ này không bao giờ kết thúc. Và ở người châu Á mình thì hay có một suy nghĩ, hay có thể đây là nghiệp, có phải là nghiệp mà mình phải gánh hay không, hoặc là nghĩ đây có phải là cái sự trả giá mà mình phải chịu hay không, vân vân. Và lúc đấy thì những cái suy nghĩ tiêu cực nó đè nén, và có thể có những suy nghĩ rằng nếu như mình ra đi thì có thể sẽ tốt hơn rất nhiều cho gia đình và cho người thân của mình. Thì khi có bất kỳ những dấu hiệu nào trong những cái dấu hiệu tôi đã liệt kê thì người thân hoặc bản thân người bệnh nên tìm ngay đến bác sĩ để được đánh giá và kiểm tra, để xem là những cái dấu hiệu này phải được can thiệp và điều trị kịp thời trước khi người bệnh có những cái hành động bộc phát mà có thể sẽ phải trả giá rất là đắt. Ngoài ra thì những cái rối loạn cảm xúc khác có thể có trên người bệnh đột quỵ, như là cái việc thiếu kiên nhẫn, bệnh nhân dễ bực bội, như người ta nói là sao bố tôi bị đột quỵ xong để nên thay đổi tính tình, ông có vẻ như là dễ cáu giận vô cùng, bực tức một cách vô cớ với những cái việc nhỏ, trước đây bố thì không có như vậy bao giờ.
thì khoan hãy trách bệnh nhân, thì có thể đó là những rối loạn cảm xúc liên quan đến cái di chứng sau đột quỵ. Ngoài ra thì còn có những cái thay đổi về tính tình hay là nhân sinh quan, như là trở nên sống nội tâm hoặc là dễ gây hấn, hoặc là thậm chí là những cái cơn giận dữ bộc phát, thậm chí là đánh những cái người chăm sóc của mình. Người nhà cũng như là người thân thì nên hiểu một cái số những cái yếu tố có thể dễ dàng kích người bệnh đột quỵ vào những cơn giận dữ bộc phát. Tôi ví dụ như trường hợp mà người bệnh sẽ gặp khó khăn trong những cái hoạt động thường nhật, ví dụ rất là nhỏ như là mặc quần áo, hoặc là điều khiển những cái đồ đạc trong nhà như là mở vòi nước, hoặc là mở đây nắm cửa, hoặc là cầm đũa muỗng để ăn. Thì như các bạn cũng biết, người bệnh đột quỵ sẽ bị khiếm khuyết vận động. Thì những cái hoạt động này nhỏ vô cùng thì những em bé vẫn có thể làm được. Do đó mà khi sau đột quỵ họ không thực hiện được nữa, họ phải nhờ người khác giúp những cái hoạt động này. Thì khi mà họ lặp đi lặp lại cái vận động thì họ sẽ rất là dễ vào cơn giận dữ bộc phát. Đặc biệt là nếu lúc nào người thân cũng chăm giúp, lúc nào cũng không cho người bệnh làm bất cứ việc gì, dù họ làm sai hoặc là làm rơi đồ đạc, họ thực hiện lại nhưng mà người thân lo lắng quá thì cứ nhào vào giúp, thì dễ dàng trong lúc đó một số bệnh nhân cũng sẽ rơi vào cơn giận dữ. Hoặc là trong giao tiếp thì khi được đặt một câu hỏi thì người bệnh đột quỵ họ có vấn đề về ngôn ngữ diễn đạt thì họ sẽ phải loay hoay xoay trở rất là nhiều mới hoàn thành những cái từ ngữ cho một câu để giao tiếp, và cái câu trả lời không kịp hoặc là đôi khi họ không trả lời được và họ rất là khổ sở và có thể vào cơn giận dữ. Và những cái quyết định cũng vậy, khi mà họ không thể đưa ra quyết định, lúc nào người thân cũng phải đưa ra thì đôi khi cũng làm cho họ lên cơn giận dữ. Đây là những cái lý do mà người bệnh đột quỵ có thể vào cái cơn giận dữ bộc phát. Mình hiểu để mình tránh và mình sẽ giúp cho người bệnh né những cái cơn này. Để giúp người bệnh phục hồi được tổn thương tâm lý sau đột quỵ, thiếu máu não thoáng qua thì không thể thiếu sự đồng hành và hỗ trợ từ người thân trong gia đình. Và để hiểu rõ về cách giúp người bệnh phục hồi tổn thương tâm lý, Ngọc Nhi xin mời quý vị sẽ cùng đến với chủ đề phục hồi tổn thương tâm lý cho người bệnh đột quỵ, thiếu máu não thoáng qua với sự chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Ngọc Quyên. Đầu tiên thì người bệnh phải nhận biết được bản thân mình có những cái rối loạn cảm xúc và có những cái rối loạn về chức năng tâm lý tâm thần này, để biết cách nào tự giúp mình trước thì mới trông cậy đến sự giúp đỡ từ bên ngoài. Thì đầu tiên thì mình có thể tìm kiếm sự hỗ trợ, sự đồng cảm từ các hội nhóm có bệnh lý tương tự của mình. Thì hiện giờ thì với sự phát triển của xã hội cũng như là chăm sóc sức khỏe cộng đồng thì rất là nhiều hội nhóm của những cái nhóm bệnh liên quan, họ sẽ lập những cái hội nhóm và họ có những trao đổi và để thấu hiểu nhau và chia sẻ những cái mẹo, những cái kinh nghiệm để vượt qua những cái khó khăn, cũng như là tư vấn cho nhau để tìm kiếm sự trợ giúp nào là thích hợp. Và người bệnh đột quỵ nên cố gắng xây dựng một cái đời sống năng động, tức là mình nên kiếm những cái hoạt động để cho mình bận rộn cả ngày, chứ mình không có chăm vào những cái mất mát, những cái khiếm khuyết của mình, những cái suy nghĩ tiêu cực rất là dễ nảy sinh. Đặc biệt quan trọng cái vấn đề mà thể chất của mình phải khỏe mạnh trước, thì sau đó thì cái việc chăm lo tinh thần mới ổn. Do đó cái việc ăn uống lành mạnh cũng như là kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ thì là một cái phần không thể mà không thể lơ là được. Đặc biệt người bệnh đột quỵ thì nên trao đổi cởi mở cùng người chăm sóc hay là người thân về vấn đề sức khỏe tinh thần của mình. Đừng cố giấu giếm, mà đừng cố chịu đựng một mình, bởi vì sẽ không chịu đựng được lâu. Do cái não của mình nó có tổn thương và cái việc kiềm chế nó sẽ không như trước đây nữa, và rất là dễ biểu hiện thành những cơn bộc phát. Lúc đó thì có thể có những cái hành động nó đáng tiếc. Ngoài ra thì người bệnh đột quỵ có thể bổ sung vào những cái hoạt động hàng ngày của mình, những cái hoạt động giúp thư giãn cơ thể và tinh thần, ví dụ như những hoạt động nghe nhạc nè, trồng cây nè, rồi chăm sóc thú cưng hoặc đọc sách. Nói chung là mình sẽ cố gắng tìm những cái hoạt động nào giúp cho mình thư giãn và mình bớt những cái stress, những cái căng thẳng do những cái khiếm khuyết thể chất gây ra trong khả năng của mình. Đây là những cái mẹo đặc biệt dành cho những bệnh nhân có những cơn rối loạn cảm xúc giả hành. Thì người bệnh có thể thẳng thắn trao đổi với người thân cũng như những người mà mình giao tiếp về những cơn rối loạn cảm xúc của mình như là một cái sự bất tiện nhỏ, và khuyến khích mọi người cứ tiếp tục trò chuyện như bình thường nếu như mình có cơn đó xuất hiện trong quá trình giao tiếp.
Và khi mà cảm thấy như mình sắp sửa lên cái cơn khóc hay cười này thì tốt nhất người bệnh có thể nghĩ đến một cái chủ đề khác để làm phân tán cái tư duy của mình. Ví dụ như lúc đó thì mình có thể nhìn lên trần nhà, mình đếm số bóng đèn, hoặc là mình đếm một cái vật dụng nào đó trong phòng để mình phân tán mình như một cái nghiện pháp phân ly, để mình không có tập trung quá về cái cảm xúc đó nữa, thì có thể cái cơn nó sẽ qua đi. Cái việc mà người bệnh đau khổ vì cái cơn rối loạn cảm xúc giả hành này của mình và ráng chịu đựng không phải là một biện pháp tốt. Nếu buồn thì cứ việc khóc, hay là cứ để nó bộc lộ ra, thì cái chuyện mà kiểm soát những cái hành vi sau đó nó sẽ đơn giản hơn. Và cái việc mà tập đưa đơn đầu với cái chủ đề thảo luận về tình hình sức khỏe của bản thân cũng là một trong những mẹo giúp cho người bệnh ít có những cơn rối loạn cảm xúc giả hành hơn, thay vì né tránh và tự một mình chịu đựng. Như vậy, vai trò của gia đình đối với người bệnh đột quỵ là như thế nào? Thì vai trò của gia đình là không thể thiếu được trong hầu như trong mọi hoạt động của cái người bệnh đột quỵ. Thì đặc biệt những hoạt động như là chăm sóc, hoạt động thường nhật nè, rồi nâng đỡ tinh thần, hỗ trợ người bệnh theo đuổi những hoạt động tín ngưỡng, rồi cũng như việc cung cấp thuốc men và hỗ trợ tập phục hồi chức năng, hỗ trợ người bệnh đưa ra quyết định, và thậm chí là hỗ trợ về tài chính, là gia đình hầu như phải hỗ trợ mọi mặt đối với người bệnh đột quỵ. Riêng đối với mặt chăm sóc, về cái mặt chăm sóc sức khỏe tinh thần của người bệnh đột quỵ, thì gia đình là một cái chỗ dựa hoàn toàn, gọi là có chỗ dựa hoàn toàn tuyệt đối. Thì đây là cái mẹo mà chăm sóc người bệnh đột quỵ đối với những cái người chăm sóc cũng như là những người thân trong gia đình của người bệnh đột quỵ. Ví dụ như là mình không áp đặt, mà mình sẽ đặt ra nhiều lựa chọn hơn cho người bệnh đột quỵ tự quyết định. Tôi ví dụ một người bệnh bị mất chức năng nhiều, người bệnh phải có sự hỗ trợ, cần cái sự hỗ trợ cả về cái lựa chọn quần áo cũng như tắm rửa, thì mình có thể cho người bệnh chọn lựa hôm nay mẹ muốn mặc trang phục nào, để con giúp mẹ lấy. Mình sẽ cho người bệnh chọn lựa chứ không áp đặt. Và đặc biệt quan trọng là hãy kiên nhẫn và sẵn sàng dành thời gian cho người bệnh để thực hiện những cái tác vụ thông thường. Như cái chuyện mà như bệnh nhân của tôi tới khám, thấy bệnh nhân với cái sức cơ có thể tự ngồi dậy được, nhưng mà hầu như là người nhà tàn đỡ thôi. Thì cái việc đó là cái việc không hay. Khi người bệnh được thực hiện được những cái tác vụ thông thường và tiến bộ dần, thì cái sự tự tin nó sẽ tăng dần lên và nó ảnh hưởng tích cực lên tinh thần của người bệnh. Do đó chúng ta hãy kiên nhẫn và nên luôn sẵn sàng dành thời gian cho người bệnh thực hiện các cái hoạt động này, dù là hơi mất thời gian một tí, nhưng mà người bệnh sẽ tiến bộ dần và nó rất tốt cho cái tinh thần của người bệnh. Và hãy luôn chú ý quan sát người bệnh cũng như lắng nghe. Điều này rất quan trọng, bởi vì người bệnh đột quỵ đôi khi họ sẽ có khiếm khuyết về khả năng diễn đạt, do đó mà họ sẽ không có thể trình bày hết những cái mối lo hay những cái yêu cầu của bản thân cho những người chăm sóc được. Nếu người chăm sóc chú ý quan sát và hiểu họ thì việc chăm sóc sẽ dễ dàng hơn, cũng như là sự thấu hiểu sẽ dễ dàng hơn. Tôi ví dụ như là người bệnh đột quỵ phải cố gắng thích nghi bằng cách là tự múc đồ ăn, tay họ yếu, họ sẽ tập khả năng nhai, khả năng nuốt cũng giảm đi, thì không nên vừa để người bệnh vừa coi tivi rồi vừa trò chuyện rất là nhiều trong lúc người bệnh đang nỗ lực ăn, bởi vì như vậy thì người bệnh ăn sẽ khó hơn, bởi vì họ khó tập trung để những cái thao tác như cầm nắm rồi nhai và có thể cây sặc. Và cái việc mà đó thì làm cho những người thân rút kinh nghiệm, thôi mình đút cho ăn cho nhanh. Đó, thì muốn người bệnh hoàn thành tốt những cái tác vụ này dù là nhỏ thì phải loại bỏ tối đa các sao nhãng, thì giúp người bệnh tập trung hoàn thành cái tác vụ đó, họ sẽ tiến bộ dần theo thời gian. Có một điều quan trọng, đó là cái người chăm sóc cũng như người thân phải bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của mình. Tức là mình phải khỏe thì mình mới chăm sóc cho người thân của mình được. Và có điều đặc biệt đó là mình rất yêu thương người thân của mình, thì có thể người bệnh đột quỵ có những cơn giận bộc phát, họ có thể đánh mình, rối loạn hành vi mà, thì không nên chịu đựng mà phải bảo vệ mình, bởi vì mình là người chăm sóc và mình không có lỗi gì để phải chịu đựng những cơn giận này hết. Bạn phải an toàn thì bạn mới chăm sóc cho người thân của bạn tiếp được. Thì đây là cái mẹo giúp cái người chăm sóc có thể đối diện được với cơn giận bộc phát hay là những cơn rối loạn hành vi của người bệnh đột quỵ. Thì mình hãy giải thích một cách rõ ràng về những hành vi nào đối với người bệnh là không thể chấp nhận được. Tức là mình hiểu là bệnh nhân có thể có những cơn bộc phát rối loạn hành vi do bệnh lý, nhưng có những hành vi là không chấp nhận được, đặc biệt là những hành vi gây tổn thương người khác.
và có thể tìm kiếm cái sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè để chuyển tải cho người bệnh biết những cái thông điệp này. Phải nên cứng rắn và rõ ràng để người bệnh có thể hợp tác với mình trong quá trình điều trị và phục hồi. Kiên quyết nhưng mà phải tôn trọng người bệnh và giải thích cho người bệnh về những điều mà người bệnh có thể làm cho bạn sợ và buồn. Người bạn rất muốn hiểu bệnh nhân nhưng người bệnh phải trao đổi một cách thông hiểu thì việc chăm sóc thì mới được lâu dài. Nếu như người bệnh trong cơn bùng phát và giận dữ vô cùng thì lúc đó người bệnh chưa thể được nguôi ngoai ngay thì có thể tạm lánh đi. Khi cơn giận nguôi xuống thì chúng ta có thể trở lại và trao đổi với người bệnh về cái chủ đề đó và đặt ra những cái ranh giới và giới hạn cho những cái hành vi. Khi người bệnh có những cải thiện về hành vi, tức là kiểm soát được những cơn giận cũng như là kiểm soát được những cái cơn bùng phát thì mình sẽ khen ngợi và động viên người bệnh để người bệnh có động lực để tái thực hiện lại những cái hoạt động tốt hơn. Sau cùng là cái phần vai trò của người bác sĩ cũng như là những cái chuyên viên tâm lý trị liệu. Thì đặc biệt trong cái trường hợp mà người bệnh mà bị rối loạn lo âu thường xuyên hoặc rối loạn hoảng loạn hoặc là bệnh nhân đã được chẩn đoán là trầm cảm hay là đặc biệt là trầm cảm có ý định tự sát là bắt buộc sẽ phải có những cái trị liệu khác bên cạnh cái chuyện trao đổi trò chuyện hay là thay đổi thích nghi là phải có điều trị bằng thuốc và có những cái buổi tâm lý trị liệu phù hợp. Ngay từ những cái biểu hiện ban đầu thì nếu mà gia đình và người thân nhận biết được người bệnh, thân nhân của mình hay bản thân người bệnh nhận thấy những cái vấn đề bất thường của mình thì luôn luôn mình có thể tìm kiếm cái sự trợ giúp từ cái người bác sĩ theo dõi điều trị đột quỵ mà định kỳ của mình để mình trao đổi để người bác sĩ có thể tầm soát bằng những cái thang điểm khá là đơn giản có thể thực hiện tại phòng khám để xem cái vấn đề của mình ở giai đoạn nào có cần phải được trị liệu điều trị ngay hay chưa hay là những cái tư vấn phù hợp dành cho bản thân và thân nhân của mình. Xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Ngọc Quyên về những chia sẻ vô cùng hữu ích và thiết thực vừa rồi ạ. Và qua phần này thì chúng ta thấy điều quan trọng nhất trong việc điều trị và chăm sóc người bệnh hậu đột quỵ, thiếu máu não thoáng qua là cần thấu hiểu tâm lý, tránh các cảm xúc tiêu cực để người bệnh có thể thích ứng dần với cuộc sống. Vâng thưa quý vị, trong thời gian phát sóng thì fanpage Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được rất nhiều câu hỏi của quý vị gửi đến cho chuyên gia của chúng tôi. Ngay bây giờ Ngọc Nhi xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình mang tên Giải đáp thắc mắc của khán giả. Cuộc sống cần những người không ngại hỏi. Khi bạn ngại hỏi, bạn ngại sự dễ chịu cho đôi tai của mình. Anh có thể chuyển nhạc khác giúp em được không ạ? Và cuộc sống có thêm một đánh giá 5 sao thay vì một lời than phiền trên mạng xã hội. Khi bạn ngại hỏi, bạn ngại ly cà phê đúng ý. Em ơi, là lại giúp chị được không? Chị order cà phê đen đá. Và cuộc sống có thêm sự hài lòng thay vì bực dọc. Quay ngược thời gian một chút, nếu bạn ngại hỏi, có thể bạn đã đánh mất điểm số cuối cùng trong bài kiểm tra một tiết. Dạ, thưa cô. Và nếu bạn đã không ngại dễ chịu, không ngại đúng ý hay đứng đầu lớp, cớ nào bạn lại ngại khỏe hơn? Tự tin hiểu trước, bạn sẽ tự tin trao đổi với bác sĩ. Ok. Bác ơi, bác đi đâu đấy ạ? À? Bọn cháu đang quay phim về những người không ngại hỏi. Có ai quy định tuổi cho người không ngại hỏi không? Dạ không. Nhờ hỏi con trai, tôi biết cách chơi Facebook. Nhờ hỏi con gái, tôi biết cách selfie. Nhờ hỏi bác sĩ, tôi biết rõ hơn về bệnh và to thuốc của mình. Và tôi là người không ngại hỏi chuyên nghiệp. Và đôi khi, để hết ngại hỏi, chỉ cần ta đổi góc nhìn. Hỏi đơn giản là khởi nguồn của một cuộc trao đổi. Và chỉ khi trao đổi, bác sĩ mới hiểu hơn về nhu cầu thuốc điều trị của riêng bạn. Với em, sức khỏe là trên hết, nên chỉ cần thuốc nào ít tác dụng phụ và điều trị nhanh chóng, bác sĩ cứ tư vấn cho em nhé. Tất cả họ, những người không ngại hỏi đều tin rằng phía sau câu hỏi đều là những lựa chọn tốt hơn. Đó là một toa thuốc mà mình hiểu tường tận, đó là quyền lợi sức khỏe của chính mình, đó là tư vấn từ những thầy thuốc đầy tận tâm. Và đó là họ, những người đã không ngại hỏi để dễ chịu hơn, để hài lòng hơn, không ngại để có điểm số tốt hơn. Và quan trọng là không ngại để khỏe. Bạn sẽ là người không ngại hỏi tiếp theo. Hỏi để khỏe, hỏi để tốt hơn.
Đầu tiên, đây là câu hỏi của vị khán giả có tên là Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên chia sẻ là ba em bị đột quỵ tháng 2 năm 2021, đi bệnh viện kịp thời nên đã đi lại được bình thường rồi. Bác sĩ nói là ba bị vôi hóa đốt sống cổ, tai biến, cần uống thuốc lâu dài. Sau đột quỵ thì ba em bị sa sút trí nhớ, nói chậm chạp và mất chữ. Mẹ em chăm cũng rất cực vì không hiểu được ý mà ba muốn. Bác sĩ chia sẻ giúp em có cách nào giúp gia đình của em hay không ạ? Nhờ bác sĩ có thể giải đáp ạ. Vâng, xin được mời bác sĩ. Chào bạn. Thì tình trạng của ba bạn là trong giai đoạn di chứng của đột quỵ. Nếu như bác trai có những cái khiếm khuyết về khả năng trao đổi thì gia đình sẽ tập thích nghi với cái những cái hoạt động đó. Nếu bác nói khó thì có thể là dùng những cái phương tiện hỗ trợ như là bảng, là bút viết vân vân để bác có thể diễn đạt ý của mình. Hay là thậm chí tôi thấy một số gia đình họ sáng tạo, họ có thể nghĩ ra được những cái bảng biểu tượng để khi mà bác không có dùng từ ngữ được, bác có thể chỉ vào những cái bảng biểu tượng để đề xuất những cái yêu cầu của bác liên quan đến những cái nhu cầu, ví dụ như là đi chợ, đi siêu thị hay là ăn món gì ăn món kia đó, thì có thể dùng những cái bảng nếu là bác bị rối loạn ngôn ngữ nhiều. Ngoài ra thì người thân thì cũng phải sẵn sàng với cái chuyện mà bác có rối loạn ngôn ngữ thì mình sẽ kiên nhẫn, mình sẽ quan sát và lắng nghe và thấu hiểu bác. Thì quá trình nào cũng phải cần có thời gian, thì ngay cả bệnh nhân lẫn người thân thì cũng cần phải có thời gian để quen với những cái khiếm khuyết về khả năng giao tiếp này. Và chúng ta sẽ giải thích cho người bệnh một cách thông thả về cái tình trạng này, và gia đình và người bệnh sẽ từ từ thích nghi với cái hoạt động đó. Có một cái điểm trong cái câu hỏi của bạn mà đáng lưu ý, đó cái chuyện mà suy giảm trí nhớ. Thì nếu như ba của bạn mà đã bước qua tháng thứ 6 mà ông vẫn còn suy giảm trí nhớ, thì cái việc mà đánh giá về chức năng nhận thức bằng những cái thang điểm để khảo sát cái việc mà có sa sút trí tuệ mạch máu liên quan đột quỵ hay không là cần thiết. Thì bạn có thể đưa bác đến khám tại những cái đơn vị có đánh giá chức năng nhận thức. Ở Đại học Y Dược thì có phòng khám về đánh giá về chức năng sa sút trí tuệ, thì bạn có thể đưa bác đến để được đánh giá những cái thang điểm đánh giá chức năng nhận thức để xem là bác có thuộc cái nhóm bệnh nhân mà có nguy cơ hoặc là rơi vào cái nhóm mà sa sút trí tuệ mạch máu hay không, để được điều trị bằng thuốc kịp thời bên cạnh những cái can thiệp về tâm lý hoặc là những cái thuốc điều trị dự phòng đột quỵ nói chung. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn phần chia sẻ và giải đáp từ phía bác sĩ. Ngọc Nhi tin chắc rằng bạn Hoàng Nguyên cũng đã yên tâm hơn với câu trả lời này rồi đúng không ạ? Và chúc gia đình bạn thật nhiều sức khỏe nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi từ khán giả Thu Thủy ạ. Bà em và ông em có nguy cơ đột quỵ nên em muốn đi chụp, mà bệnh viện gần nhà có máy chụp CT 36 dãy và 64 dãy. Em không biết là máy đó chụp có dò ra bệnh mạch máu không, và đi xa thì phức tạp, mùa này Covid nữa. Bác sĩ tư vấn giúp em ạ. Vâng, xin mời bác sĩ. Thì nếu muốn đánh giá một người khỏe mạnh bình thường hay một người lớn tuổi là có nguy cơ bị đột quỵ hay không, thì cái chuyện mà dù bạn đưa đi chụp phim não, mạch não thì cũng không thể hoàn toàn loại trừ được nguy cơ đột quỵ của người bệnh. Bởi vì cái mạch não hay là hình ảnh não chỉ là cái hình ảnh của cái mạch máu và cái não mà thôi, chứ nó không cho mình biết được những cái nguy cơ nào và để mình điều trị từ gốc nguồn, từ cội, từ cái gốc. Thì nếu bạn chụp bạn thấy thì cái hình ảnh, chẳng tôi ví dụ bạn chụp bạn thấy hình ảnh não có những cái tổn thương chấm chấm là có cái nhồi máu thầm lặng đi, thì cũng chỉ là cái ngọn mà thôi. Thì nếu bạn muốn đánh giá toàn diện để dự phòng đột quỵ cho ông bà bạn, thì điều tốt nhất có thể làm cho ông bà ít xâm lấn nhất đó là đi kiểm tra một cái bộ sức khỏe tổng quát liên quan đến những yếu tố nguy cơ mạch máu, bao gồm đường, chức năng thận, chức năng gan, rồi mỡ máu như thế nào, rồi có rối loạn đường huyết hay không, và có thể khảo sát mạch máu bằng những cái phương tiện ít xâm lấn hơn, ví dụ như là siêu âm Doppler, siêu âm tim, điện tim. Thì nếu như người bác sĩ có những nghi ngờ khi đánh giá thăm khám cho ông bà, thì có thể khảo sát những cái khảo sát có thể chuyên sâu hơn và sẽ ảnh hưởng một tí, đó là những cái chụp hình mạch máu não. Thì như bạn cũng biết là chụp hình mạch máu não thì muốn chụp nhiều dựng cái cây mạch máu rõ hơn, thì cái người bác sĩ thường có thể ta sẽ cần một dùng cái viện mà tiêm thuốc để hình ảnh mạch máu nó lộ rõ ra, thì thường sẽ chỉ định trong những cái trường hợp thật sự cần thiết. Bây giờ sẽ là câu hỏi của khán giả
Hoàng Tùng ạ. Bạn Hoàng Tùng hỏi là em bị thiếu máu não 3 tháng rồi, đi khám thì mới nói triệu chứng là bác sĩ kết luận là thiếu máu não. Em sợ nên CT, chụp X-quang, khám tim, nhưng mọi thứ ổn, chỉ có lúc đầu, lúc nào đầu cũng lâng lâng như là say xe, choáng, không ngủ sâu giấc và còn ngủ mơ liên tục nữa. Bác sĩ có phương pháp nào giúp em với? Vâng, xin nhờ bác sĩ giúp bạn ạ. Chào bạn Tùng, thì nghe qua câu hỏi của bạn thì cũng là một cái chẩn đoán mà người bệnh đến khám tại phòng khám thần kinh thường hay hỏi bác sĩ. Thường bệnh nhân đến để mào đầu ngay câu bác sĩ em bị thiếu máu não. Đó là câu đầu tiên. Cơn thoáng thiếu máu não đây nghĩa là sao? Nghĩa là cái tình trạng thiếu máu não cục bộ và thoáng qua, tức là vì một lý do nào đó thì mạch máu não không cấp máu, cái nguồn máu nuôi tới cái vùng não tương ứng được. Cái vùng não đó bị thiếu máu nuôi sẽ bị mất chức năng, nhưng mà chức năng tạm thời thôi, bởi vì sau đó mạch máu được tái lập, cái dòng máu được chảy tới và chất dinh dưỡng được đưa tới và những tế bào não phục hồi và cái chức năng lại trở lại với người bệnh. Thì thường cơn thoáng thiếu máu não theo định nghĩa lâm sàng là những cái khiếm khuyết thần kinh khu trú y chang như đột quỵ thôi, ví dụ yếu liệt nửa người, mất ngôn ngữ hoặc là bị méo miệng, vân vân, là sẽ xuất hiện, nhưng mà nó sẽ thoáng qua thôi và phục hồi trong vòng 24 giờ. Rất là hạn hữu mới có những cơn thoáng thiếu máu não đơn thuần là biểu hiện bằng chóng mặt. Đó là trường hợp mà cơn thoáng thiếu máu não liên quan đến sự tưới máu của cái vùng não mà giữ chức năng thăng bằng, đó là tiểu não. Thì cái triệu chứng mà lân lân mơ hồ của bạn kèm với lại khó ngủ vân vân thì có vẻ như là yếu tố gợi ý để nghĩ đến cái chẩn đoán cơn thoáng thiếu máu não, mà nó giống như là một cái chẩn đoán hướng về một cái tình trạng mà chóng mặt tiền đình ngoại biên và có yếu tố thuận lợi là của quá trình lo âu và mất ngủ gây ra. Nhưng mà để đánh giá thêm thì tốt nhất là bạn nên đi khám tại phòng khám thần kinh để được bác sĩ hỏi sâu hơn các triệu chứng cũng như là thăm khám cho bạn kỹ hơn để đánh giá có phải thực sự là bạn có cơn thoáng thiếu máu não hay không, hay là đây là một cái rối loạn chức năng tiền đình ngoại biên trên cái nền là có rối loạn lo âu mất ngủ. Thì lúc đó bạn có thể sẽ được tư vấn và có những điều trị phục hồi, điều trị phù hợp, và lúc đó thì cái chuyện mà bạn có thể khỏi bệnh hoàn toàn là còn là có hoàn toàn có khả năng. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Xuân Ly. Bạn Xuân Ly cũng có hỏi câu này cho chồng của mình là chồng cháu bị tai biến xuất huyết não diện rộng, đột quỵ liệt 1/2 người bên phải và miệng thì hơi bị méo một chút xíu, giọng nói thì bị ngọng, tay thì mềm, chưa có lực, khả năng phục hồi tay là khó và gần như là không có. Chồng cháu thường xuyên có cảm xúc tiêu cực và không muốn sống nữa. Cháu xin bác sĩ tư vấn là cháu nên làm gì để giúp cho chồng cháu ạ? Chào Xuân Ly, thì đầu tiên thì rất rất thông cảm với bạn, là bởi vì chăm sóc một người bệnh đột quỵ mà mất chức năng hoàn toàn, tức là trường hợp của người thân của bạn là chúng tôi đánh giá cái thang điểm bình thường, thì người bệnh đột quỵ đến khám thì tôi sẽ đánh giá cái chức năng, những cái phần mà mất chức năng thần kinh, tức là đánh giá chức năng tàn phế, thì có vẻ như người thân của bạn là thuộc cái nhóm mà có cái thang điểm cao, bởi vì mất chức năng nhiều, do đó hầu như những cái hoạt động thường nhật đều lệ thuộc vào người thân, thì do đó thì công việc của bạn khá là nhiều, thì bạn nhưng mà có những cái điểm sáng trong cái phần xin được tư vấn của bạn, đó là bạn rất là quan tâm đến cái tình trạng và khí sắc và cảm xúc của anh nhà. Thì một trong những cái dấu hiệu mà báo động cần đến thăm khám bác sĩ để được tư vấn và hỗ trợ điều trị ngay, đó là những cái suy nghĩ tiêu cực và nguy hiểm, đặc biệt là suy nghĩ mà tự sát, có ý định tự sát, suy nghĩ muốn từ bỏ cuộc sống. Thì anh nhà của bạn đã có cái dấu hiệu đó, thì tốt nhất là bạn hãy đưa người thân đến khám tại bệnh viện. Thì đầu tiên hãy tìm sự giúp đỡ đến trực tiếp từ cái người bác sĩ điều trị. Thì cái người bác sĩ đó sẽ đánh giá cái mức độ của bệnh nhân này ở mức độ nào để có thể chỉ định thuốc điều trị luôn, hoặc là người bác sĩ đó sẽ tìm thêm sự trợ giúp từ bác sĩ chuyên khoa về tâm thần cũng như là các nhà chuyên gia về tâm lý trị liệu. Riêng đối với bạn thì trong khi mà bạn chưa sắp xếp được để đưa anh nhà đi khám ngay, chưa sắp xếp được để đưa người thân mình đến bệnh viện để khám kiểm tra ngay, thì hoạt động nào của bạn là cần thiết và an toàn, đó là bạn hãy cực kỳ kiên nhẫn
chú ý quan sát và lắng nghe bệnh nhân, và tuyệt đối không được để bệnh nhân tự ý uống thuốc, và phải để tất cả những cái thuốc tránh xa tầm tay của người bệnh, cũng như những vật sắc nhọn mà trong tầm tay mà người bệnh có thể gây tổn thương cho mình, cũng như là nước sôi, rồi phải đảm bảo cho người bệnh an toàn để người bệnh không có khả năng tự mình té ngã được từ những cái độ cao nguy hiểm. Sau cùng thì bạn nên gấp rút để đưa anh đến bệnh viện đánh giá cái sức khỏe tâm thần của anh để được điều trị kịp thời. Mạnh mẽ lên nha bạn. Cảm ơn. Thưa quý vị, chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được rất nhiều câu hỏi từ quý vị gửi về. Tuy nhiên, thời lượng chương trình của chúng ta có hạn, cho nên là chúng ta chỉ đủ thời gian để giải đáp một số câu hỏi nữa thôi ạ. Ngọc Nhi sẽ đọc câu hỏi của một vị khán giả. Tiếp theo là Tùng Sơn ạ. Anh Tùng Sơn có chia sẻ là: thưa chuyên gia, bố tôi năm nay 77 tuổi, vừa bị đột quỵ. Xin chuyên gia cho biết cách hồi phục sau đột quỵ để bố tôi có thể phục hồi phần nào sức khỏe. Bố tôi tâm tính cũng bị thay đổi, là do đâu? Điều này có bình thường hay không thưa bác sĩ? Vâng ạ, nhờ bác sĩ giải đáp. Chào anh. Thì bác trai thì mới bị đột quỵ thì sẽ bị mất chức năng vận động liên quan tới phần não bị tổn thương. Bác trai chắc chắn là phải theo dõi cái lộ trình điều trị dự phòng lâu dài rồi. Phần thứ hai là kiểm soát các yếu tố nguy cơ sẽ nằm trong cái phác đồ điều trị của bác luôn. Và cái phần không thể thiếu là cái phần tập phục hồi chức năng. Thì bác sẽ có 3 đến 6 tháng đầu là thời gian vàng để điều trị phục hồi chức năng. Thì người nhà cố gắng động viên bác tham gia vào những cái hoạt động trị liệu này. Bên cạnh đó thì người nhà có thể hiểu bác nhiều hơn bằng cách đó là quan sát và chú ý đến những cái khiếm khuyết của bác có để giúp bác khắc phục hoặc là thích nghi với nó. Thì và trong cái giai đoạn mà tập phục hồi chức năng về khả năng đi, khả năng nói, khả năng nuốt, khả năng cầm nắm, thì người nhà sẽ hỗ trợ để bác thực hiện những động tác này, tăng dần cái độ khó lên, và mục đích sau cùng là giúp bác có thể tự, tốt nhất là bác sẽ tự có thể, tôi ví dụ nằm có thể tự ngồi, ngồi thì tự đứng, rồi đứng được có thể tự đi lại, có thể tự vệ sinh cá nhân là điều tốt nhất. Và hướng dẫn cho bác cái chế độ điều trị cũng như là những cái kiêng khem mà người bác sĩ dặn dò. Thì đó là cái cách phòng tránh đột quỵ cũng như là chăm sóc để người tốt nhất dành cho người bệnh trong giai đoạn phục hồi cũng như là giai đoạn di chứng. Xin được cảm ơn bác sĩ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi nữa. Câu hỏi từ Ngọc Anh. Bố tôi năm nay 70 tuổi, thời gian gần đây hay có hiện tượng là chóng mặt và chóng mặt một chút rồi hết ngay. Đo huyết áp thì không tăng. Tôi nghe nói là lứa tuổi này rất dễ bị đột quỵ và tỷ lệ tử vong thì lại rất cao. Rất mong bác sĩ tư vấn thêm trường hợp của bố tôi là cần phải làm gì và phải chuẩn bị gì cả về mặt tinh thần ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của bạn và xin mời bác sĩ. Chào bạn, cảm ơn bạn. Câu hỏi của bạn là một câu hỏi khá hay. Thì bố của bạn trong độ tuổi 70 là một cái người lớn tuổi có nhiều yếu tố nguy cơ mạch máu. Nếu một người lớn tuổi có nhiều yếu tố nguy cơ mạch máu mà xuất hiện những cơn chóng mặt lần đầu, thì cái người bác sĩ cần thận trọng trước khi đưa ra cái chẩn đoán đây là những cái chóng mặt ngoại biên, chóng mặt lành tính vân vân, thì cần phải loại trừ những yếu tố nguy cơ mạch máu để xuất hiện gây ra cái những cái cơn chóng mặt này. Thì cơn thoáng thiếu máu não cũng là một cái chẩn đoán không phải là không có khả năng trên trường hợp của bố bạn. Tốt nhất thì bác nên được đến khám tại phòng khám thần kinh để người bác sĩ khám để xác định xem cái bản chất của cơn chóng mặt của bác là như thế nào. Có phải là cái nguồn gốc của cơn chóng mặt này là liên quan đến nguyên nhân căn nguyên mạch máu hay không? Nếu là căn nguyên mạch máu thì nghĩa là có thể là bác là thuộc cái nhóm cần phải điều trị dự phòng để kiểm soát yếu tố nguy cơ này và dự phòng yếu tố nguy cơ của đột quỵ. Tâm lý thì cũng không có gì phải nghiêm trọng về chuyện này, chỉ cần đưa bác đến khám, người bác sĩ sẽ làm rõ vấn đề, và khi làm rõ vấn đề sáng tỏ ra thì có thể sẽ tư vấn cho bác cách điều trị và dự phòng. Không có gì là quá nghiêm trọng ở cái thời điểm hiện tại khi mà cơn chóng mặt của bác đã qua, chỉ là chúng ta xác minh lại nó là gì, bản chất ra sao để có cách điều trị triệt để cho bệnh nhân. Cảm ơn câu hỏi từ bạn và phần giải đáp từ phía bác sĩ. Bạn Bích Tuyền đã đặt một câu hỏi trên phía YouTube và chúng tôi cũng đang tổng hợp được câu hỏi này như sau. Con chào bác sĩ, mẹ con mới bị đột quỵ, lần đầu tiên bị liệt bên người trái, lên bệnh viện châm cứu và truyền thuốc điều trị theo bác sĩ. Về nhà được một tuần thì hôm nay mẹ con lại bị tái lại, nhẹ hơn lần trước, tay chân tê bì.
và nhấc lên khó. Con rất lo lắng và không giúp được gì. Mẹ con năm nay chỉ mới 47 tuổi thôi ạ. Mẹ con thời gian vừa qua phải lo lắng căng thẳng đầu óc nhiều nên con nghĩ đó có thể là nguyên nhân dẫn đến việc này. Bác sĩ cho con hỏi nên chăm sóc và động viên mẹ như thế nào? Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng ạ, cảm ơn câu hỏi từ phía bạn và cũng nhờ bác sĩ tư vấn để bạn có thể yên tâm hơn trong quá trình chăm sóc mẹ mình ạ. Chào em, thì mẹ em thì mới đột quỵ về thì trong vòng một tuần thì đã tái phát, mà độ tuổi của mẹ em là 47, thì đây là một cái trường hợp cái độ tuổi nằm ở ranh giới mấp mé giữa đột quỵ người trẻ và đột quỵ độ tuổi có yếu tố nguy cơ mạch máu. Nhưng mà tái phát sớm, tái phát trong vòng một tuần thôi, thì tôi chỉ thắc mắc là không biết là cô đã được đánh giá đầy đủ những cái đánh giá về yếu tố nguy cơ mạch máu hay chưa. Tại vì tái phát sớm là một trong những cái vấn đề mà người bác sĩ cần phải làm rốt ráo để dự phòng, đặc biệt ở độ tuổi 47 là độ tuổi còn trong độ tuổi lao động. Cái vấn đề mà mẹ em lo âu là cái vấn đề đương nhiên thôi, bởi vì đột quỵ rất là mới, thì đây là chưa phải là chẩn đoán trầm cảm đâu, chỉ là lo âu về cái bệnh lý đột quỵ hiện hữu và xuất hiện rất là đột ngột và mới ở trong cái độ tuổi mà độ tuổi lao động chính và trụ cột của gia đình. Tôi nghĩ cái điều tốt nhất có thể làm cho người bệnh, người nhà của em hiện giờ là đến khám tại những cái bệnh viện chuyên khoa sâu về đột quỵ, chứ không khám những cái bệnh viện không khám tại những bệnh viện mà chăm sóc ban đầu nữa, để gặp những cái bác sĩ chuyên gia sâu hơn, đánh giá kỹ hơn những yếu tố nguy cơ mạch máu, để cô xem coi cái yếu tố nguy cơ mạch máu của cô là gì, tại sao đang điều trị lại vẫn phải tái phát sớm. Thì đó là cái biện pháp mà thiết thực nhất có thể làm cho cô vào lúc này. Còn những cái lo âu thì hãy trấn an mẹ, cho mẹ biết thì những cái triệu chứng lo âu này là chuyện đương nhiên đối với người bệnh đột quỵ mới xuất hiện, và hãy dành thời gian để cô có được những cái điều trị tốt nhất, để có những cái tiếp cận mà chẩn đoán tốt nhất. Xin được chân thành cảm ơn những giải đáp và chia sẻ quý báu đến từ bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Ngọc Quyên. Và thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Ngọc Quyên vì đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Ngọc Nhi kính chúc bác sĩ sẽ luôn dồi dào sức khỏe và hy vọng chương trình sẽ nhận được sự yêu mến cũng như hỗ trợ thông tin từ bác sĩ. Thưa quý vị, chương trình tư vấn Hỏi để khỏe hơn với chủ đề Thấu hiểu tâm lý người bệnh đột quỵ và thiếu máu não thoáng qua do Trung tâm Truyền thông Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phối hợp cùng công ty Sanofi Việt Nam thực hiện. Chương trình được phát sóng trên trang fanpage YouTube và phát lại trên app UMC Care của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Để biết thêm các thông tin hữu ích về sức khỏe, quý vị hãy theo dõi hệ thống kênh truyền thông y tế chính thống của bệnh viện, bao gồm kênh YouTube, Zalo fanpage, website và app UMC Care. Tất cả đường link hệ thống kênh của bệnh viện sẽ được hiển thị bên dưới phần miêu tả. Quý vị hãy đăng ký theo dõi để hiểu hơn về những vấn đề sức khỏe. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng xem thông tin dịch vụ nổi bật tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM được chúng tôi tổng hợp sau đây. Quý vị, theo Ngọc Nhi được biết thì phòng khám hậu Covid-19 tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM được thành lập vào ngày 6 tháng 12 năm 2021, và hàng tháng thì bệnh viện lại đón tiếp khoảng 4.000 lượt bệnh nhân đến thăm khám và điều trị bởi vì họ gặp những di chứng hậu Covid như là khó thở, mệt mỏi hay là mất ngủ và rụng tóc v.v. Đặc biệt thì đến 50% kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh phát hiện những dấu hiệu bất thường trong tim mạch và trong phổi. Đây là những di chứng nặng nề và cần phải điều trị lâu dài. Di chứng hậu Covid-19 được Sở Y tế TP.HCM xác định là một trong những vấn đề trọng tâm của y tế thành phố vào năm 2022, khi có đến hơn nửa triệu dân hiện nay đang mắc Covid-19 và nhu cầu để thăm khám và điều trị hậu Covid là đang rất lớn. Và có lẽ bây giờ quý vị đang rất là thắc mắc về quy trình có diễn ra nhanh chóng, có hiện đại, có tiết kiệm thời gian, có dễ dàng thuận lợi hay không. Thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng với Ngọc Nhi tìm hiểu nhé. Có những triệu chứng như là triệu chứng ho nhiều, rồi nó ngủ không ngon, rồi nó cũng hơi mệt, rồi cũng khó thở nữa. Dạ, em bị ho với lại rụng tóc, mất mùi. Cái tim tôi lâu lâu nó nhói, dưới đó nó bị rối loạn tiền đình. Hiện bây giờ tôi đang uống rối loạn tiền đình, và bữa nay tôi đi khám tim.
làm quể quải mà nó khó chịu lắm. Dạ em thấy nó khó chịu, tối ho thì em bị khó ngủ. Nó cũng làm cho mình rồi cũng mệt mỏi rồi cũng khó ngủ. À, rồi cũng nhiều khi mình cũng chưa có thích nghi được với cái sự thay đổi này á. Thì các thống kê trên thế giới thấy rằng những người lớn tuổi, những người đặc biệt là lớn hơn 60 tuổi thì có nguy cơ cao bị hậu Covid nếu mà họ mắc Covid trước đó. Những người có bệnh nền như là bệnh tăng huyết áp, rồi suy tim, tiểu đường hay là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì sau này cũng dễ bị bệnh hậu Covid. Rồi những người mà có nhiều triệu chứng trong cái giai đoạn mà gọi là dương tính đó, họ có từ 5 triệu chứng trở lên, hoặc là những người mà họ phải nằm viện, phải nằm ICU, phải thở máy thì những người đó là có nguy cơ cao. Như vậy đó là những người gọi là đối tượng nguy cơ cao cần phải chú ý. Thì người ta thấy rằng những người nào mà xuất viện sau mà giai đoạn mà Covid phải nằm viện thì xuất viện thì nên tiếp tục được bác sĩ theo dõi, bởi vì có thể có nhiều cái di chứng nó chưa được giải quyết hoàn toàn khi bệnh nhân xuất viện. Theo cái thống kê sơ bộ của chúng tôi tại phòng khám hậu Covid của Bệnh viện Đại học Dược TP.HCM thì có những cái triệu chứng mà bệnh nhân thường khai khi mà người ta tới khám tại phòng khám. Thứ nhất là vấn đề khó thở, đặc biệt là cái khó thở khi gắng sức. Cái khả năng gắng sức của họ nó giảm sút rất là nhiều so với lại trước khi mắc Covid. Cái vấn đề số 2 là vấn đề nhức đầu. Vấn đề số 3 là giảm trí nhớ. Vấn đề số 4 là rụng tóc. Và vấn đề số 5 là mất ngủ. Thì đó là 5 cái triệu chứng thường gặp nhất mà chúng tôi được bệnh nhân khai báo như vậy. Những triệu chứng như vậy thì cũng nên đi khám. Và đặc biệt những người nào mà 3 tháng rồi mà vẫn còn thì nên đi khám sớm, bởi vì cái giai đoạn đó cũng tương đối gọi là hơi trễ, cần phải phát hiện sớm để điều trị còn kịp thời. Bước 1, đăng ký khám theo hẹn bằng một trong hai cách sau. Tổng đài 1900 7178, áp dụng đối với khách hàng đăng ký bằng thẻ khám bệnh có chức năng thanh toán. Website umc.medpro.com.vn hoặc ứng dụng UMC đăng ký khám bệnh online, chọn phòng khám hậu Covid-19. Bước 2, đến bệnh viện thực hiện sàng lọc, khai báo y tế theo quy định của bệnh viện. Người bệnh đã đăng ký lịch hẹn, di chuyển đến phòng khám hậu Covid-19, phòng khám số 55 tại tầng trệt khu B. Người bệnh chưa đăng ký lịch hẹn, di chuyển đến quầy đăng ký khám bệnh. Bước 3, tại phòng khám, bác sĩ thăm khám và cho chỉ định cận lâm sàng, đóng tiền, thực hiện cận lâm sàng và nhận kết quả theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Bước 4, quay trở lại phòng khám hậu Covid-19 để được bác sĩ tư vấn và kê toa thuốc, mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện và tái khám theo hẹn. Theo cảm nhận của Hục Nhi thì khi mà người bệnh đến thăm khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thì họ đều cảm thấy rất là yên tâm bởi vì sự chuyên sâu, hiện đại và an toàn. Khi đội ngũ bác sĩ là các chuyên gia hàng đầu và có kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa tim mạch, tâm thần kinh, phục hồi chức năng, giúp người bệnh đạt hiệu quả tối đa trong chẩn đoán, điều trị. Trang thiết bị máy móc hiện đại đảm bảo sự chính xác và toàn diện các chẩn đoán, ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa hồ sơ nhằm mang đến sự thuận tiện cho người bệnh. Khu vực khám bệnh cũng riêng biệt, tiện nghi với hệ thống phòng khám khang trang, sạch sẽ và tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Và nếu như quý vị có bất kỳ những thắc mắc nào thì chúng ta có thể liên hệ với phòng khám hậu Covid-19, phòng số 55, tầng trệt, khu nhà B. Hoặc có thể liên hệ qua số hotline 028 3952 5189, gọi trong giờ hành chính để biết thêm thông tin chi tiết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.